Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khi khách hàng đặt mua trực tuyến website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và mình sẽ tiếp tục kiểm tra mẫu còn lại trong kiện hàng này. Trước đó mình đã có kiểm tra trước một mẫu Lacoste rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm tra mẫu cuối cùng của trong kiện hàng. Ở đây, bên ngoài chiếc bóp chúng ta vẫn có cái lớp ni lông nữa, bảo vệ khá là kỹ lưỡng. Phía dưới chúng ta sẽ có một hóa đơn từ Choma nè và một lớp giấy gói thôi. Rồi, mình sẽ để qua một bên nha. Bây giờ mình sẽ lấy mẫu mắt kính bên trong của chúng ta ra. Bên trong của chúng ta sẽ có đi kèm thêm một đây một chiếc túi ni lông nữa đựng sách hướng dẫn sử dụng nè, cùng với một chiếc tem. Để xem tem này họ sẽ dán những thông tin như là tên thương hiệu Lacoste nè, cùng với đó là mã sản phẩm như L683S, mã màu là 002 với thông số là 55-16-140. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để mua được với giá tốt nhất. Các bạn sẽ đánh là L683S khoảng trắng 002 khoảng trắng 55. Rồi. Bây giờ mình sẽ để một bên nha, đi đến dòng chính của chúng ta. Đây chính là chiếc hộp mặt kính Lacoste này với một tông màu xanh lam cực kỳ nổi bật. Và trên mặt hộp thì chúng ta sẽ thấy ngay là tên của thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng chú cá sấu cực kỳ nổi bật luôn. Rất là dễ dàng nhận diện ra thương hiệu Lacoste này với chú cá sấu. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Grace Lacoste và doanh nhân Henri Bueller. Thương hiệu chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồ da, nước hoa, khăn tắm và đồng hồ. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng chú cá sấu rất là nổi bật như các bạn có thể thấy ngay trên mặt hộp. Grant Lacoste, người sáng lập công ty, được người hâm mộ đặt cho biệt danh là chú cá sấu vì sự ngoan cường của anh trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012, Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Moffrey của gia đình Thụy Sĩ. Bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một bộ mắt kính đến từ thương hiệu đình đám này. Bên ngoài hộp các bạn có thể thấy là một cái lớp phủ giống như là da này các bạn, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong. Đây, bên trong rất là đơn giản, chiếc mắt kính của chúng ta thì vẫn được bảo vệ một cái lớp ni lông mỏng nữa nè. Ở đây bên trong chúng ta cũng có một cái chiếc tắc Matron GA. Và những cái thông số này thì mình không biết là cái gì nên mình sẽ để qua một bên nha. Và đây chính là chiếc túi ni lông bảo vệ chiếc mắt kính của chúng ta. Sẽ lấy ra xem sao. Đây, rất là kỹ lưỡng. Bên trong chúng ta cũng thấy là rất quen thuộc, như một số hãng khác thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này bằng một lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính thôi nha. Mình sẽ tạm thời lấy ra. Đây, có một cái... Mình không biết là ý nghĩa gì. Cái này là giấy nha các bạn. Nó đang dính ở trên đây nè. Để đó đi, lấy ra mình sợ nó tay. Lát nữa mình sẽ lấy ra sau. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về tên của sản phẩm ngày hôm nay. Sẽ có tên là Lacoste Blue Square Unisex Sunglass. Một mẫu sản phẩm kính mát dành cả nam lẫn nữ nè, đến từ bộ sưu tập Square. Và Blue có chính là màu của rộng kính nha các bạn. Chúng ta sẽ có mã sản phẩm như mình vừa đọc rồi nè. Độ rộng kính của mẫu này sẽ là 55mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn đều có link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương. Điều này khá là quan trọng vì nó sẽ giúp cho các bạn chọn được bộ mắt kính vừa hợp gu thời trang vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái nhất. Và màu trong kính này sẽ là màu xanh lam với lớp phủ gương như các bạn có thể thấy. Lớp phủ này sẽ tăng cái độ bền cho sản trong kính của chúng ta này, cũng như là hạn chế được cái ánh sáng truyền vào mắt và các tia phản xạ nó chiếu vào lớp gương này, nó cũng sẽ được phản xạ và ít đi ít nhiều. Và đặc biệt thì đồng ráng gương sẽ luôn luôn nó mang lại cái hấp thụ UV nó tốt hơn so với một số trong kính mát thông thường. Đó là những cái ưu điểm của loại trong này. Và tất nhiên 100% chống tiêu UV rồi.
Và cầu kính thì chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính. Đây, các bạn có thể thấy nè, ở mẫu này chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Càng kính sẽ là 140mm. Hầu hết kính râm và kính mắt đều có số đo kích thước được in ở bên trong. Càng kính bên trái và tương tự như trên mẫu này chúng ta cũng có luôn. L683S nè, mã màu là 002 nè. Và 55-16-140, đó là thông số. Ở chiếc càng kính còn lại chúng ta sẽ thấy ngay là tên thương hiệu Clarcode cùng với hình biểu tượng chú cá sấu rất là nổi bật. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Phía bên ngoài càng kính thì chỉ có một bên càng kính bên trái này, chúng ta sẽ có biểu tượng logo của chú cá sấu được dập nổi lên, rất là ấn tượng, tăng cái độ nhận diện thương hiệu rất là mạnh cho mẫu mắt kính của chúng ta. Rồi về dạng khung, chúng ta sẽ có dạng square, nó cũng tên bộ sưu tập nha các bạn, đó là dạng vuông. Với các bạn có khuôn mặt tròn nè, các bạn nên chọn cho mình những chiếc kính có dạng hình chữ nhật hoặc là dạng vuông như thế này. Nó sẽ tạo cái cảm giác cho khuôn mặt bạn dài hơn và đem lại cái sự hài hòa, thanh thoát cho khuôn mặt của bạn. Từ đó khuôn mặt của bạn, giúp khuôn mặt của bạn nó tròn, sao ta, nó phải cân đối hơn rất là nhiều luôn á. Và giúp bạn tự tin hơn khá là nhiều. Đó là những cái ưu điểm của trong những cái lúc mà mình chọn mắt kính, thì những cái điểm này tuy rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng nha các bạn. Về màu khung sẽ là màu đen nè, và phối hợp với đó là màu xanh lam phía bên trong. Như các bạn có thể thấy đây, phía bên ngoài chúng ta sẽ có một cái màu đen tuyền và đen bóng luôn, rất là sang trọng. Ở bên trong để các bạn có thể thấy màu xanh lam trong rất là đẹp luôn, một cái phối màu cực kỳ bắt mắt. Như các bạn có thể thấy, nhìn từ đằng sau tới chúng ta sẽ thấy một cái màu xanh lam rất là đẹp và nổi bật. Và phía bên ngoài chúng ta sẽ có một cái tông màu đen chủ đạo. Hai bên càng kính chúng ta sẽ có họa tiết caro trải dài hai bên phần thân càng kính này, rất là đẹp, tăng cái độ bám lên cho chúng ta và cũng như một cái điểm nhấn khá là nổi bật. Chất liệu khung sẽ là acetate hay còn gọi là cellulose acetate. Đây là một loại vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây dị ứng. Nó sớm được sử dụng trên mắt kính từ cuối những năm 1940. Gọng kính acetate ngày nay rất là đa dạng về mẫu mã, màu sắc cũng như là chất lượng ngày càng được cải thiện hơn. So với các vật liệu nhân tạo độc hại khác thì acetate có nguồn gốc từ sợi thực vật hoàn toàn tự nhiên và an toàn với sức khỏe. Đặc biệt thì vật liệu này có đặc tính là bền, dẻo, dễ chế tác cũng như là trọng lượng khá là nhẹ. Về màu sắc thì nó cho khả năng pha trộn phối ghép họa tiết tối đa, như các bạn có thể thấy đó. Chúng ta có thể pha giữa màu đen và màu xanh lam chuyển màu rất là đơn giản luôn, rất là linh hoạt nha các bạn. Nhìn chung thì gọng kính acetate nó hội tụ đủ các ưu điểm như là đẹp nè, bền nè, với nhiều mẫu mã rất là tinh tế, sang trọng, đem lại cho người dùng cái sự tự tin và thoải mái nhất khi đeo. Đó là ưu điểm của loại vật liệu này, khá là cao cấp. Rồi, đó là một số cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cùng với đó là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến mẫu sản phẩm kính mát đến từ thương hiệu Lacoste này. Qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm này của chúng ta ngày hôm nay vẫn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước phía trên phần khung ống kính hay là hai bên càng kính của chúng ta. Các khớp thì còn rất là chắc chắn, đây mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Rất là chắc chắn luôn. Hiện tại thì tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.